Mến chào cô chú anh chị đã ghé thăm kênh giao lưu cây kiểng trên toàn quốc LTK Bonsai. Hôm nay em có một số mặt hàng như là bằng lăng, trà phúc kiến, mai dư thủy, xoài, sơ ri, cần thăng, ổi, hải châu, cây hoàng anh mộc nữa nha cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 19 20 hả? Ngày 20 tháng 9 2023 nha. Mã số 1C. Đây là cây trà phúc kiến. Liền bệ đế 5 thân nha cô chú anh chị. Em xin đo chiều cao của chú anh chị mình tham khảo giúp em nha. Chiều cao của cây tới mặt bầu là được 84. Cây này hàng cồng kềnh bên em không ship chậu được nha cô chú anh chị mình thông cảm ha. Tán rộng nhất của cây nha là được 85. Cây chi tay khá là mịn nha cô chú anh chị. Cây hiện tại là đế đều 24 giờ. Cây này em vô chậu, cây đã hồi phục rất là khỏe rồi. Em đo thông số. Đây. Tổng 41. Một thân đơn 14. Liền bệ đế. Cái này nhổ chậu bó bầu nha. Chi tay xé rất là đều rồi, mịn ha. Cây 1C em giao lưu với giá bao phí ship toàn quốc 4.500.000 đồng. Cây trà phúc kiến chút sao nổi chút. Đây đó, có nào không rõ liên hệ Zalo em chụp hình gửi lại cho cô chú anh chị mình chứ. Số điện thoại của em là 0939 700 449. Cây mã số 2C. Mai chiếu thủy dòng da xanh lá lớn, cây có dáng huyền khá là đẹp nha. Form tàn dù. Tổng chiều cao em đo được 95. Em đo tán. Tán tổng của cây em báo chuẩn là được 90. Chi tay lớn nha cô chú anh chị. Mặt cắt của cây khá là sạch. Cây này nuôi thuần chậu lâu nha. Dáng huyền khá là đẹp. Em đo tổng thân. Tổng thân là được 40. Đường kính bầu em đo luôn là được 45. Cây hiện tại là khá là đẹp chuẩn. Cây dáng huyền ha, rất là đẹp. Form tàn mịn. Chi tay vàng xương khá là ok rồi. Mai chiếu thủy da xanh lá lớn, cây dáng huyền mã số 2C. Em giao lưu với giá là 2.200.000 bao phí ship. Mã 3C. Này giống như là kịch bản gì đó. Mã 3C. Cây da nhật, chân dài luôn nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao em đo được 65. Tán em đo 48. Bưng xuống đất luôn. Chi tay cốt cành lớn nha cô chú anh chị. Ghế hả? Cây này hiện tại thuần chậu này em sẽ gửi đi luôn nha cô chú anh chị. Tổng đế này được 54. Sổ đế 27. Da nhật hàng phong thủy luôn nha cô chú anh chị, rất là đẹp. Đo luôn cái cốt trên đây luôn đi. Cái cốt trên đây là được 15. Cầm gì đó ngã ra sao chứ. Mã 3C. Ngã thẳng ra, lắc qua trở lại chứ. Rất là chuẩn cây nha cô chú anh chị. 3C bao gồm luôn chậu. Cây da nhật này em giao lưu trọn gói cho cô chú anh chị mình 1.800.000. Cây mã số 4C. Cây xoài. Xoài này là xoài tứ quý riêng nha. Hàng này không ghép.
Tổng chiều cao em đo được 94. Chi tay lớn nha cô chú anh chị. Hàng này đã từng có trái rồi nha. Vừa chơi bonsai, vừa có trái luôn. Cây cũng khá là già nha. Chậu này em xin phép bó bầu vận chuyển nha cô chú anh chị. Chậu này nó nứt rồi. Trên đây em đo cổ được 16. Chỗ này là được 26. Đế đẹp ha. Rồi cây này gút chậu bó bầu Masu 4C, cây xoài tứ quý Gin. Em giao lưu với giá trọn gói cho cô chú anh chị mình 1.700.000. 1.700.000 bó bầu vận chuyển. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Cây Suri, một thân bay, một trực lắc, cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao em đo được 47. Tán em đo 52. Dòng này một tháng đổ lại chắc có lẽ là cho trái nha. Cây hiện tại là cùng một lô với nó thì cũng đang ôm nụ cho hoa rồi đó. Như thế này em đo 18. Dưới này như thế này là được 28. Cây Suri 5C, chọn gói cho mình là 1.200.000 đồng. Cây Suri 6C, một cốt 3 thân, co lắc, đổ bay gì tùm lum hết chân ha. Chiều cao em đo được 28. Tổng tàn em chuẩn 47. Cò quái cày ha cô chú anh chị. Như thế này em đo được 18. Về gỡ bỏ cái chậu đen sang chậu mới được rồi ha. Rồi giao lưu trọn gói cho cô chú anh chị mình bao phí ship 1.200.000 đồng tận nơi. Mã 6C cây Suri 1.200.000 đồng. Cây cần thăng mã số 7C, cần cù thăng tiến. Cây rất là già, cây nằm chậu cũng khá là lâu rồi nha. Như thế này em đo được tàn 40, cao 48. Lên chậu lâu cái lá nó rút lại nhuyễn như thế này nè. Về chỉnh sửa, mình cắt bỏ chỗ này cũng được. Chơi theo cái gọng chữ C, dán huyền đổ lại ha. Em để vậy cô chú anh chị mình thích dán nào về tỉa theo dán đó. 15 cốt cũ 37, đế 48. Chậu luôn em gửi đi luôn nha. Chậu này nó cũng cũ theo cây luôn rồi đó. 7C em giao lưu trọn gói cho mình là 1.200.000 đồng, cần thăng bonsai. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Cây mã số 8C, cây hải châu. Hải châu này bao gồm luôn chậu cho cô chú anh chị mình là 800.000 đồng. Em còn một cây duy nhất ha cô chú anh chị. Tổng chiều cao em đo cây 56. Hoa trái rất là xuyên nha. Tàn của thớt thứ nhất là 27. Thớt thứ hai thì cũng tương đối nha. Cây hiện tại là sống khỏe rồi. Như thế này em đo được hoành thân 10. Chậu này chậu cũ nha, Sông Long, Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ nó lành tích. Giao lưu trọn bao phí ship cho cô chú anh chị mình, chỉ 800.000 bao phí ship cho cô chú anh chị mình nha. Cây mã số 9C, hàng mai chiếu thủy, trung nu hàng lùng lực, mini bonsai. 20 tổng chiều cao của cây. Tán em đo 30. Đế đều. Chậu này mới luôn. Chậu này em đo eo 16. Đế 30. Cốt của chú anh chị mình coi ha. Cốt cành lớn nha. Rồi. Mới gắn chậu vô phải không? Dạ chậu này em vô khoảng tầm 10 ngày rồi.
Em giao lưu trọn bộ bao phí ship cho cô chú anh chị ha, tới nơi có giá là 800.000 đồng bao phí ship. Hoa mai chiêu thủy thì khá là thơm và quanh năm nha. Cây ổi tàu, cây rất là đẹp ha cô chú anh chị, 10C. Chiều cao của cây em báo được 40. Tổng tàng em đo 66, rộng tàng tầm khoảng 35. Quanh thân em đo được tại vị trí này là 15. Giá giao lưu tới nơi cây này có giá là 1.400.000 đồng. Thân cây co khá là đẹp cây. 1.400.000 đồng bao phí ship. Giá em báo rất là mềm và hữu nghị nha cô chú anh chị. Mã số 10C. Đây là cây 11C. Cây này em thông báo với cô chú anh chị mình là dòng ổi lê ghép với ổi tàu siêu trái. 57 là tổng chiều cao của cây. Tán em đo được 39. Hoa ổi ha, rất là đẹp. Sau này mình muốn nuôi ổ lê á, cái bắt đầu mình chi nó ra thì mình cứ để đại lên mình nuôi thêm một mớ nhánh ổ lê nữa. Thân này nha, cụ đế dữ dằn, 29. Nè, mắt ghép của chú anh chị mình. Quay cái đế cái đi. Cây nu luôn. Cây hiện tại là đang trái cực kỳ nhiều. Ghép khỏe cây lắm rồi. Nhìn sơ là mình không biết là cây ghép luôn rồi. Rồi, bắt đầu trước. Rồi, chọn gói cây mã số 11C có giá là 900.000 đồng. Trái ổi chín rất là thơm nha. Cây sam hương Đài Loan mã số 12C. Tổng tán em đo 70. Rộng tàn 50. Cao cây 27. Cây đổ nha. Đài Loan này có bông luôn nha cô chú anh chị. Sam hương này cực kỳ thơm. Từ thân, từ lá, từ hoa. Em đo hoành thân cây tại đây nha. Nó sát đây quá không thấy. Đây. 12 hoành thân. Đó. Em đo củ đế luôn nha cô chú anh chị. Củ đế của cây được 35. Cái này về là mình môi đế thêm tí xíu nữa khi sang chậu nha. Đó, nhìn cái đường thân cây khỏi chê nha cô chú anh chị. Lắc cực kỳ quái. Cực kỳ già cây luôn. Rồi, giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình cây sam hương Đài Loan này với giá là 1.400.000 đồng. Cây 13C. Cây me chua. Rồi, 36 là tổng chiều cao. Tán em đo được 59. Thân cây củ đế quái ha. 13C. Quanh thân cây em báo như thế này là được 20. Củ đế này là 39. Chọn gói cây này báo giá xã hữu nghị 900.000 đồng bao phí ship tới nơi. 13C 900.000. Quay cái đầu ở dưới luôn. Mười bốn C. Cây mai chiếu thủy trung nu. Tổng chiều cao em đo được 50. Tán em đo 50 luôn. Cây chi tay xé bánh khá mịn nha. Nu đều thân. Cây này thì thích hợp khí hậu ba miền nha cô chú anh chị. Quanh thân tổng được 15. Giá chọn gói cho cô chú anh chị mình cây này bao ship tới nơi có giá là 400.000.
chì tay khỏi chê ha cô chú anh chị, chỉ 400.000 đồng, phí ship cũng trăm ngoài. Rồi cây này cũng 400.000 đồng, bao phí ship cho mã số 15C. Chiều cao của cây 58, tán em đo 45. Mấy cây hoa này rộ quá, khi vận chuyển sẽ rụng nha cô chú anh chị. 15C nụ đẹp ha. 16 là hoành thân của cây. Chọn gói cây này cũng chỉ 400.000 đồng, bao phí ship tới nơi, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Cây 16C em giao lưu một cặp. Một cặp như thế này là 500. Cô chú anh chị mình chốt lẻ thì vui lòng cho em xin thêm 50.000 là 300.000. Tổng chiều cao em đo được 52 là tương đối chiều cao hai cây. Tán ngang tương đối hai cây là 35. Lẻ thì 300.000 cây. Dạ lẻ thì em xin thêm đi. Muốn lấy cây nào lấy. Dạ. 16C em đo cây một cốt bên đây là được 11. Cây này củ đế luôn á. Một thân lớn đại diện bên cây 4 cây này là được 8. Cụm rừng 4 cây. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi 500.000 đồng cho mã số 16C. Mã số 17C cũng 500.000. Hai cây này thì một thân một cốt. Cây hiện tại là đang đói ha. Chiều cao nha. Cao tương đối của hai cây là 49. Tán tương đối hai cây là 35. Mã số 17C cũng là mai chiếu thủy trung nu nguyên thủy không ghép nha. Như thế này em đo được 10 là hoành thân. Còn cây bên đây 11. Giá giao lưu là 500.000 đồng một cặp. Mai chiếu thủy trung nu nguyên thủy. Cây rất là dễ làm hoa ở khí hậu ba miền nha. Rồi em đến với mặt hàng bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ nha cô chú anh chị. Đó, cây dáng quái đế đẹp luôn. Chiều cao của cây 56. Về mình trồng thì cô chú anh chị mình cho vào cái chậu mà nó lớn lớn, lồng sâu sâu giúp em nha. Ngang đây là được 50. Cây hiện tại là dáng lật, chơi bonsai là hết ý ha cô chú anh chị. 18C. Bệ này là 115. Tổng chiều dài bệ. Đó. Trọn gói em giao lưu tới cô chú anh chị mình, phôi này có giá là 1.500.000. Số điện thoại của em là 0939700449. Hướng dẫn cách trồng thì cô chú anh chị mình vui lòng liên hệ về số điện thoại và Zalo của em nha. Mã số 19C. Như thế này em đo là được 50. Về mấy cái mặt cắt này cô chú anh chị mình tạo tác lại giúp em nha cô chú anh chị. Em quay cây phôi làm sao thì em đi như vậy ha. Và giá thì cực kỳ mềm. Như thế này em đo bệ này được 75. Mã 19C. Chọn gói em giao lưu cây này có giá là 700.000. Mã số 20C. Tổng chiều cao cây này em báo được 48. Cây này hàng bọng nha. Cơi đột đầu tiên cây nó sẽ có thể cho hoa khoảng 90% nha cô chú anh chị. Nguyên một dòng lá nhỏ thôi. Có cái nào lá trung thì em sẽ báo. Như thế này em đo được 50. Mã 20C nha cô chú anh chị. Em báo hàng bọng đi nha. Rồi em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình. Cây này có giá 600.000. Giá em báo rất là sát cho nên một cây bên em không có giảm được nha. Cô chú anh chị mình thông cảm giùm em ha. Mã 21. Cây ôm đá quái cây nha. Như thế này em đo được 42. Cây hiện tại là đang đâm chồi cho lọc.
Ngang ở phía trên này em báo chuẩn được 40. Cục đá khá là lớn ha cô chú anh chị. Ôm cực kỳ cứng. Em đo cái đường kính bầu. Đường kính bầu là được 40. Eo Ngọc Trinh ha cô chú anh chị. Đây. Rồi cái này em giao lưu tới cô chú anh chị mình có giá là 1.500.000 bao phí ship hàng lũa thép nha. Mã 22C. Tổng chiều cao em đo được 40. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Em đã có kích rễ rồi nên cô chú anh chị mình về sang qua một cái nơi sống khác đó, thì tưới kích rễ giúp em thêm một lần nữa nha. Như thế này em đo là 75. Mã 22C. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ hàng khai thác. Rồi giao lưu với giá là 700.000 đồng. Cây có dáng bàn tay khá đẹp. 23C. Khói. Đây. Đây. Chiều cao em đo cây được 57. Cây hiện tại là đang cho lọc li ti nha cô chú anh chị. Về tạo tác lại phôi nhìn sơ thì nó hơi thô. Về mình tạo lại 55 tổng bệ. Hàng cây bên đây bọng nha. Nó có một cái đường cây bọng như thế này. Em báo cho cô chú anh chị mình ha. Đây là những cái vết gãy do tự nhiên nha. Rồi 23C. Giao lưu với giá 700.000 luôn đi. 24C. Cây này cụm rừng hòn nông bộ ha cô chú anh chị. 45 tổng chiều cao. Hàng liền đế. Cây đâm chọi cực kỳ mạnh rồi. Tổng bệ em đo được 115. À, nhìn quá trời trời nó lên. Dạng cây phôi. Em giao lưu cây này tới nơi cho cô chú anh chị mình có giá 800.000 đồng mã 24C. Cây bệ khá đẹp ha. 25C. Cây này giá 500.000. Tổng chiều cao em đo được 60. À, nhìn kỹ quá trời trời luôn rồi. Tán nha. Tán em đo 38. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ dòng mini. 20 là tổng thân. 500.000 đồng bao phí ship 25C. Đắt luôn hả? 26C. Em có một cái con quái thú hoàng anh mộc nha cô chú anh chị. Được không? Chiếm ngoài cái nữa. Em đo nha. Em đo tán, em đo cái dài nhất đi ha. 89. Cao là được 34. Cao là từ đây xuống tới mặt bầu nha. Hoàng Anh Mộc, tên gọi thân thiện là cây dúi. Cây hiện tại là đang chuẩn bị cho chồi. Hả? Hàng khai thác. Hoàng Anh Mộc, tên sang trọng quý phái nha cô chú anh chị. Rồi xoay đi rồi tao đo. (cười) 26C. Cực kỳ quái nha. Rồi, góc bên đây là được 34. Đây, lưng này là như thế này. 47. Như thế này là được 62. Dạ, bên em vẫn bảo hành sống cho cô chú anh chị. Cây da xanh tươi tốt luôn á. Nói chung là mấy cây hàng núi rừng á thì cô chú anh chị mình về chăm sóc kỹ tí xíu là cây nó sẽ sống khỏe. Dạ, này vô bầu này khoảng 10 bữa nửa tháng rồi. Rồi cây Hoàng Anh Mộc cuối clip mã số 26C. Em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình có giá là 3.500.000. 26C. Bao phí ship 3.500.000. Cái gì? Xong rồi hết rồi.
Em rất mong cảm ơn, rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em trong clip này nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip sau ngày mai 21 tháng 9 2022 nha. 23.